Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học từ vựng tiếng Anh chuẩn bị cho IELTS. Tiếp nối bài học số 1 với chủ đề là Agriculture, đó là nông nghiệp. Hôm nay chúng ta đến với chủ đề số 2, Education, giáo dục, một chủ đề cũng khá là quen thuộc trong các cái đề thi. Đầu tiên hãy tìm hiểu về các cái từ có liên quan tới từ giáo dục. Education, giáo dục, nền giáo dục. Động từ là educate, giáo dục. Số 3 thuộc về giáo dục, mang tính giáo dục, chúng ta có từ educational. Ví dụ như là it's an educational program, đó là một chương trình về giáo dục, mang tính giáo dục. Số 4 chúng ta có từ educator. Educator có nghĩa là nhà giáo dục, người làm giáo dục. Tiếp theo chúng ta đến với những người có liên quan tới việc giảng dạy và học tập. Đầu tiên, look at picture 1. What does he do? He's a teacher. Okay. Number two, he's a lecturer or a professor. Ông ấy là một giảng viên đại học hoặc là một giáo sư tại trường đại học. Đây là gì ạ? A mentor, đúng nào? Hoặc là a tutor, đó là một người gia sư hoặc là một người cố vấn về học tập. Tiếp theo chúng ta có a student, những người đúng nào học tập thì chúng ta gọi là sinh viên. Thế thì chúng ta sẽ có là sinh viên năm nhất này, sinh viên năm hai đúng không? Sinh viên năm ba, năm tư. Lần lượt chúng ta sẽ có a first year student, a second year student, a third year student, a fourth year student. Ok? Tuy nhiên ở Mỹ thì người ta lại thường đọc là gì? A freshman, sinh viên năm nhất. A sophomore, sophomore, sinh viên năm hai. A junior student, sinh viên năm ba. Và a senior student, sinh viên năm tư. Cùng đọc lại một lần nữa. A teacher, a lecturer, a professor, a mentor, a tutor, a freshman, a sophomore, a junior student, a senior student. Ok. Tiếp tục đến với các cái cấp độ giáo dục. Levels of education và các cái hệ thống trường, đúng nào? Đầu tiên chúng ta có là nursery. Đây là nhà trẻ hoặc là trường mầm non, đúng nào, trông giữ trẻ rất là nhỏ. Chúng ta sẽ dùng từ là nursery. Kindergarten, kindergarten đó là trường mẫu giáo. Đấy, giáo dục trẻ tầm 5 đúng không? 5 tuổi trước khi mà các em bước vào lớp 1 đấy. Đấy là ở Anh thôi, thế còn ở Việt Nam dĩ nhiên mỗi một hệ thống giáo dục một khác nhau, đúng nào? Chúng ta chỉ có thể so sánh trên cái mức độ tương đối thôi. Đó. Thì ở Việt Nam thì thường có xu hướng là người ta nhập đúng không? Nursery và kindergarten là một đấy. Trẻ rất là nhỏ và trẻ mẫu giáo thì đều học chung nhau. Đó. Phân biệt cho mình từ nursery và nursing home các bạn nhé. Nursery đó là trường mẫu mầm non hay là nhà trẻ. Thế còn nursing home đó là viện dưỡng lão. Ok. Cấp độ số 2, the second level is elementary or primary schools. Đó là cấp độ tiểu học. Elementary hoặc là primary school. Số 3 chúng ta có secondary school hoặc là middle school, đó là trường trung học cơ sở. Đó, nó có thể tương đương với hệ thống trung cơ sở ở Việt Nam. Thì ở đây người ta có thể cụ thể hóa ra, ví dụ như là lower middle school hoặc là upper middle school. Đó, tức là dành cho các em nhỏ hơn một chút và lớn hơn một chút trong cấp độ này. High school đó là trường trung phổ thông, tương đương với trường cấp 3 ở Việt Nam. Và higher education đó là giáo dục đại học. Đấy, có các trường đại học hoặc cao đẳng, university or college đó, hoặc là có thể được gọi chung đó là hệ thống cấp độ gì ạ? Tertiary có nghĩa là cấp độ đại học. Bây giờ đến với hệ thống trường thì cũng rất là tương đối và có thể khác nhau ở nhiều quốc gia. Thì ở đây ở Anh ấy, thì người ta sẽ phân làm state school, đó là trường của nhà nước, tức là trường công, trường do nhà nước đúng nào, cung cấp ngân sách. Ok, it is funded by the government, đúng không nào? Thế còn public school ở Anh thì lại được coi đó là trường tư các bạn nhé. Trong khi đó ở Mỹ thì public school lại được hiểu là trường công, thế còn private school lại là trường tư, hơi khác nhau một chút, các bạn cần lưu ý. Đến với hệ thống trường tiếp theo, chúng ta có mixed school, đó là nam nữ đồng giáo, có nghĩa là trường học mà gì? Cả nam và nữ cùng học chung trong một cái lớp học, đúng nào? Trong các lớp học của trường đó. Thế còn single sex school đó là giáo dục đơn giới tính, tức là trong trường đó thì có thể là
Trong các lớp khác nhau thì có một lớp dành riêng cho nữ, có một lớp khác thì dành riêng cho nam, và thậm chí là trong một cái tòa nhà chỉ dành riêng cho các bạn nam học và tòa nhà khác thì dành riêng cho các bạn nữ học. Đó là cái các hệ thống trường ở nước ngoài mà chúng ta đã tìm hiểu. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang tới slide tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu về một số từ vựng có liên quan tới chương trình học tập, các cái chuyên ngành hoặc là các cái lĩnh vực nghiên cứu. Đầu tiên chúng ta có từ curriculum, trọng âm 2. Curriculum mang nghĩa là chương trình học, tức là học những cái môn gì, đúng nào, trong suốt cái khóa học, các cái chương trình học đó. Tiếp theo chúng ta có từ syllabus. Syllabus đó là chương trình, giáo trình, đề cương giảng, bài giảng hoặc là cái đề cương tóm tắt để đúng nào, thì được gọi là syllabus. Nó nói rõ đúng không? Đó là trong môn này thì người ta sẽ học những cái gì, cụ thể là những cái gì chẳng hạn. Đấy là syllabus. Thứ ba chúng ta có từ subject, đó là môn học. Thế còn trong ngữ cảnh khác thì nó lại mang nghĩa là chủ ngữ hoặc là chủ thể đúng không? Thế còn trong ngữ cảnh này thì nó là môn học, subject. What's your favorite subject? Môn học yêu thích của bạn là gì? Bạn có thể trả lời. Câu số 4 chúng ta có từ major, đó là chuyên ngành. Major đó là chuyên ngành. Và tiếp theo động từ đó là major in, đó là học chuyên ngành gì. Ví dụ chúng ta có thể nói I majored in economics at university, tức là tôi học chuyên ngành, tôi đã học chuyên ngành gì, kinh tế học tại trường đại học chẳng hạn. Ok, số 5 chúng ta có từ field hoặc là area, đó là lĩnh vực nghiên cứu. Số 6 chúng ta có từ course là khóa học, được chưa nào. Ví dụ như bạn có thể nói là during this course we learned about marketing. Trong khóa học này thì chúng tôi học về marketing, đúng nào? Tiếp thị. Timetable và schedule đó là gì ạ? À? Lịch trình hoặc là thời gian biểu. Số 8 chúng ta có từ term, từ này mang nghĩa là học kỳ trong ngữ cảnh này giáo dục. Thế còn trong một ngữ cảnh khác thì từ term lại có thể mang nghĩa là thuật ngữ các bạn nhé. Những cái từ chuyên ngành, được chưa nào? Với từ semester, trimester và quarter cũng được hiểu là học kỳ. Tuy nhiên, các cái thời gian đúng nào của semester nó sẽ khác với trimester và nó sẽ khác với từ quarter. Ví dụ, semester có nghĩa là một năm học thì người ta sẽ chia làm gì? Chia làm hai semester, có nghĩa là một semester nó chiếm tầm khoảng 6 tháng. Thế còn trimester thì lại gồm 4 tháng chẳng hạn, tức là nó tùy vào thời gian. Nhưng mà nhìn chung thì được hiểu là học kỳ. Số 9 chúng ta có từ school year hoặc là academic year. Đó là gì ạ? Năm học, được chưa nào? Năm học. Như vậy chúng ta đã hoàn thành tiếp một slide. Sang đến các cái môn học hoặc là các chuyên ngành thì chúng ta sẽ có các từ như sau. Maths hoặc là math đó là môn toán. Viết đầy đủ của nó chúng ta có từ mathematics, môn toán học. Do you like mathematics? Yes, I do. I find it really interesting. No, I don't. I find it boring. Okay. Tiếp theo chúng ta có từ literature. Literature có nghĩa là môn văn học, không đọc là literature, literature. Tiếp theo chúng ta có từ history, môn lịch sử. Chemistry đó là môn hóa học. Chemistry, chú ý không đọc là chemistry mà đọc là chem âm k, được chưa nào? Physics, môn vật lý. Biology, môn sinh học. Geography, môn địa lý, nhấn trọng âm vào O, geography. Physical education, môn giáo dục thể chất. Science, khoa học. Computer studies, đó là môn vi tính. Art, mỹ thuật. Và music, đó là môn âm nhạc, vân vân. Đó là một số môn chủ đạo ở Việt Nam, đúng nào? Thế còn chuyên ngành thì cũng vô vàn, đa dạng rất là nhiều. Thì ở đây mình chỉ liệt kê một số các cái chuyên ngành mà phổ biến thôi. Some common majors. Ok. Để nói rằng học chuyên ngành gì như đề cập ở slide trước, chúng ta có thể nói là major in hoặc là specialize in, học chuyên về cái lĩnh vực gì đó. Đầu tiên chúng ta có economics. Economics đó là chuyên ngành kinh tế học, nhấn trọng âm vào no, economics. Số 2 chúng ta có engineering. Engineering, nhấn vào near và nhấn vào near đúng nào? Đây là các ngành về kỹ sư, đúng nào, các ngành kỹ sư về kỹ thuật, được chưa nào? Thì ví dụ như trường Bách Khoa đúng không, người ta cũng dùng từ này. Ok, Hà Nội University of Engineering and Technology, được chưa nào?
Tiếp theo chúng ta có từ journalism, đó là báo chí, psychology, tâm lý học, philosophy, triết học, business, ngành kinh doanh, marketing, ngành marketing, photography, nhiếp ảnh, geography, địa lý, geology, địa chất, architecture, đó là kiến trúc, archaeology, đó là khảo cổ học. Đây là một chuyên ngành khá là khó và archaeology cũng là một chủ đề khó cho các bài đọc của IELTS. Biology, sinh học, languages hoặc là linguistics, đó là ngôn ngữ học, linguistics, law, ngành luật, mathematics, đó là ngành toán học, science, khoa học, politics, politics, đúng nào, politics, đó là chính trị học. Đây là một cái ngành cũng khá là hay có trong các cái đề thi, đúng nào. Anthropology, anthropology, đó là nhân loại học, culture, ngành văn hóa và tourism, đó là ngành du lịch, đó là một số ngành phổ biến. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó là gì ạ? Hệ thống các cái bài thi, bài kiểm tra, đánh giá đã ra điểm số như nào và một số từ vựng liên quan.